X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Nắm trong tay khối tài sản khủng lên đến hàng trăm tỷ đồng, siêu mẫu Ngọc Trinh được biết đến là dân chơi hàng hiệu thứ thiệt khi mạnh tay chịu chi cho các món hàng xa xỉ, từ xe sang, biệt thự 50 tỷ xa hoa, cho đến các bộ sưu tập đồng hồ đến từ các thương hiệu đình đám như Hublot, Audemars Piguet, Frank Miller hay là Richard Miller. Và hãy cùng với Hà Trang khám phá những tuyệt phẩm đồng hồ sang xịn mịn của người đẹp gốc Trà Vinh ngay trong video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất là đồng hồ Richard Miller AM0701 Lady trị giá 4 tỷ đồng. Đây là chiếc đồng hồ đắt giá nhất của Ngọc Trinh, đồng thời cũng là cỗ máy xa xỉ được nàng mẫu cưng nhất trong bộ sưu tập của mình. AM0701 sở hữu những đường cong gợi cảm, quyến rũ với thiết kế vỏ tonneau đặc trưng được tạo nên bởi chất liệu vàng trắng 18K. Đặc biệt, mặt số đồng hồ được nạm những viên kim cương lấp lánh bằng kỹ thuật kim hoàn có độ phức tạp cao, snow sitting. Kỹ thuật nạm kim cương tuyết rơi sẽ đem đến vẻ đẹp lộng lẫy ở mọi góc nhìn cho cỗ máy thời gian, tạo hiệu ứng như những bông tuyết rơi long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Thứ hai là đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Quartz trị giá 1,8 tỷ đồng. Cuối năm 2020, để ăn mừng cột mốc đạt 5 triệu follower trên Instagram cá nhân, chân dài xứ Trà Vinh đã tự thưởng cho mình một chiếc đồng hồ xa xỉ Royal Oak Quartz 33mm đến từ thương hiệu Thụy Sĩ Audemars Piguet. Khoác lên mình sắc vàng hồng thời thượng được tạo nên bởi chất liệu Rose Gold 18K, tuyệt phẩm thời gian làm say lòng phái đẹp với thiết kế xa hoa lấp lánh. Điểm nhấn đắt giá nhất của Rose Gold Quartz chính là 429 viên kim cương lấp lánh, tinh xảo, được gắn kỳ công trên mặt số và dây đeo, khiến cho chiếc đồng hồ như bừng sáng trong mọi khoảnh khắc. Thứ ba là đồng hồ Hublot Big Ben One Click trị giá 1,6 tỷ đồng. Là một tín đồ của sắc hồng ngọt ngào, sẽ không hề khó hiểu khi nữ hoàng nội y Ngọc Trinh mạnh tay chi tới 1,4 tỷ đồng để dinh về cỗ máy Hublot Big Ben đẳng cấp trong dịp sinh nhật lần thứ 29 của mình. Big Ben One Click with Pink Sapphire and Diamond là một phiên bản đồng hồ giới hạn 200 chiếc trên toàn thế giới. Sở hữu thiết kế ấn tượng với tông hồng độc đáo cùng nghệ thuật chế tác sketch tone đỉnh cao đem đến sự tinh xảo hoàn mỹ cho cỗ máy thời gian. Đặc biệt, vành benzen được đính 42 viên kim cương đắt đỏ, tôn lên sự sang trọng đẳng cấp cho tuyệt phẩm đình đám này. Thứ tư là đồng hồ Formula Vanguard Lady V32 trị giá 1 tỷ đồng. Toát lên vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa khi khoác lên mình bộ cánh vàng hồng 18K thời thượng cùng mặt số giải thảm kim cương hút hồn. Tuyệt phẩm thời gian này được Ngọc Trinh vô cùng ưu ái khi diện tham gia rất nhiều các sự kiện khác nhau. Thứ năm là đồng hồ Chopard New Blue Diamond trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của mình, siêu mẫu Ngọc Trinh khiến người khác phải trầm trồ khi dinh về chiếc đồng hồ Chopard nạm kim cương với mức giá ngang ngửa một căn hộ. Lấy cảm hứng thiết kế từ những đường cong mềm mại, tinh tế và tận dụng vẻ đẹp kiêu kỳ của những viên kim cương lấp lánh. Đồng hồ Chopard Lưu Du Diamond là biểu tượng cho sự nữ tính và sang trọng. Mặt số khảm trai kiêu sa với những họa tiết văn guloche xà cừ ở trung tâm mặt số, bên ngoài bao bọc bởi vành benzen nạm 24 viên kim cương cỡ lớn, khiến chiếc đồng hồ tựa như bông hoa kim cương tỏa sáng lấp lánh. Đúng là người đẹp thì đồng hồ cũng không hề kém cạnh anh em nhỉ. Và chắc chắn trong tương lai không xa, người đẹp gốc Trà Vinh sẽ còn mạnh tay chi thêm để có thể sở hữu những mẫu đồng hồ xa xỉ khác. Và hãy cùng chờ đón bộ sưu tập đồng hồ của Ngọc Trinh trong những video tiếp theo của X-Channel nhé. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.